Những lá thư của người mẹ. Trong trận đệ nhị thế chiến, có một văn sĩ Hungary gốc Do Thái bị Đức Quốc xã bắt làm tù binh, trong khi tham gia trong quân đội Pháp. Qua những tác phẩm chống Đức Quốc xã, văn sĩ gốc Do Thái này khó mà che giấu được tung tích của mình. Một người lính Pháp cùng bị bắt làm tù binh đã đề nghị là hai người nên sử dụng chung một tên và lý lịch, bởi vì họ sẽ bị thuyên chuyển đến các trại khác nhau. Quân Đức Quốc xã khó mà nhận ra sự kiện hai người cùng đồng tên và có chung một lý lịch. Người lính Pháp đã trao cho văn sĩ gốc Do Thái thẻ bài cũng như một số thư của mẹ anh. Anh dặn dò văn sĩ gốc Do Thái như sau, nếu có ai điều tra anh về lý lịch, anh hãy cho họ xem những lá thư này. Sau này, người văn sĩ gốc Do Thái có dịp đọc những lá thư của người mẹ lính Pháp. Nhìn những tờ giấy viết thư nhàu nát, dòng chữ yếu ớt, ông đoán được rằng người mẹ này có lẽ là một người đàn bà nhà quê già yếu, nhưng thương con với tất cả sự đậm đà của tình mẫu tử. Chung quy những lá thư ấy đều có dặn dò giống nhau như con hãy giữ gìn sức khỏe. Cố gắng đắp chăn cho thật ấm nghe con. Xin Chúa chúc lành cho con và chóng đưa con về đến nhà bình an. Mang lấy tên tuổi và lý lịch của người lính Pháp, người văn sĩ gốc Do Thái đọc lên những lời dặn dò trên đây như chính người mẹ ruột thịt của mình. Cũng chính những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dạt dào tình mẹ ấy đã trở thành một bảo chứng cứu thoát ông. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cho chúng ta mang lấy tên tuổi và lý lịch của Ngài. Người cũng trao ban cho chúng ta chính người mẹ của Ngài. Tâm tình của một người mẹ đã cưu mang, đã cho bú mớm, đã dõi theo từng bước chân của con, đã câm lặng bên thập giá, đã đón lấy tấm thân không hồn của người con, tâm tình ấy của mẹ Maria, Chúa Giê-xu cũng muốn trao cho chúng ta. Mẹ của Chúa Giê-xu cũng là người mẹ trọn vẹn của mỗi người trong chúng ta. Hỡi bà, đây là con bà. Trao ban Thánh Gioan cho mẹ, Chúa Giê-xu cũng trao ban mỗi người chúng ta cho mẹ. Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay bệnh tật, mỗi người chúng ta đều được mẹ đón nhận như người con trọn vẹn của mẹ. Mỗi người chúng ta đều được mẹ dành cho tất cả tâm tình mà mẹ đã dành cho Chúa Giê-xu. Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy tin tưởng điều đó. Người lính Trần đã luôn mang những lời dặn dò của mẹ anh như một báu vật, như một hành trang giữa những nguy ngập của cuộc chiến. Chúng ta cũng hãy mang lấy tâm tình của mẹ. Hãy luôn chạy đến với mẹ. Hãy luôn ôn lại những lời dặn dò của mẹ, nhất là mỗi khi chúng ta gặp thử thách, u buồn trong cuộc sống.